Thì hôm nay thì bên mình đã về sẵn xe đủ màu, các màu xe cho khách hàng sẵn sàng giao xe. Cũng như là mình cũng xin giới thiệu đến mọi người 6 màu của chiếc XL7 tại thị trường. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì chiếc XL7 đang được thị trường Việt Nam đón nhận và cũng đang rất hot trên thị trường hiện nay. Rất nhiều khách hàng đã phải ký chờ do không có xe giao ngay, và đặc biệt là một số màu như màu đen, màu trắng thì khách hàng đã phải ký chờ rất lâu rồi. Thì hôm nay thì bên mình đã về sẵn xe đủ màu, các màu xe cho khách hàng sẵn sàng giao xe. Cũng như là mình cũng xin giới thiệu đến mọi người 6 màu của chiếc XL7 tại thị trường Việt Nam để cho mọi người có một cái sự lựa chọn cho nó phù hợp. Thì ở thị trường Việt Nam thì chiếc XL7 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và nó sẽ có 6 màu tiêu chuẩn. Ngoài ra chúng ta có thể sơn đổi màu tùy theo ý thích nhé, bên mình cũng có hỗ trợ. Thì đầu tiên chúng ta cùng đến với màu đỏ rượu vang, hay còn có tên khác là màu đỏ mận. Nó sẽ có tên trên đăng ký là màu đỏ. Tiếp theo là màu trắng, một trong những màu cũng rất hot và phải ký chờ rất lâu thì bên mình đã có sẵn xe giao ngay. Bên cạnh sẽ là màu đen. Các chiếc xe này đều bên mình vừa mới về, chưa bóc tem mác gì, nên mình cũng quay cho mọi người nhìn cái nhìn tổng thể thôi. Sau khi bóc tem và vệ sinh mình sẽ làm một cái video chi tiết. Màu đen cũng là một trong những màu rất hot và cũng đã phải ký chờ rất lâu với một số khách hàng. Bên cạnh của chúng ta sẽ là màu xám đá. Cuối cùng sẽ là màu cam. Và nó còn một màu xanh kaki nữa. Thì với cái màu này thì nó cũng rất đẹp và độc. Rất nhiều người thì nói nó không hẳn là màu xanh. Tuy nhiên thì chiếc xe này thì trên đăng ký của chúng ta sẽ là màu xanh trên đăng ký, và nó là màu xanh kaki hay xanh bộ đội. Thì hiện tại thì bên mình đang có sẵn xe đủ màu sẵn sàng giao cho khách hàng, cũng như đang có rất nhiều các ưu đãi khuyến mãi giảm giá cho khách hàng rất hấp dẫn và tặng phụ kiện, đặc biệt là đối với chiếc XL7 này. Và các dòng xe khác của Suzuki bên mình cũng đang có rất nhiều các cái chương trình, ví dụ như là chiếc xe Ertiga Hybrid bên mình cũng đang có các cái chương trình ưu đãi cũng như các cái chương trình khuyến mãi giảm giá. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của các dòng xe Suzuki, xin mời mọi người hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên, và hãy like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.